Với nhịp sống ngày càng hiện đại, mỗi độ Tết đến xuân về, mọi người càng chú trọng hơn trong việc trang trí nhà cửa, cửa hàng, cửa hiệu, tạo không khí vui tươi cho những ngày đầu năm mới. Thời điểm này, thị trường đồ trang trí Tết đã nhộn nhịp khắp nơi, từ các cửa hàng trên phố đến các gian hàng online trên các sàn thương mại điện tử. Theo khảo sát của phóng viên chúng tôi, trên phố Hàng Mã, nhiều cửa hàng đã đồng loạt thay màu sắc những đồ trang trí Tết như các mô hình bánh chưng, cây giò, cành hoa đào, hoa mai, câu đối, được trang hoàng rực rỡ cả một khu phố. Các đồ trang trí có mẫu mã phong phú, đa dạng, nhiều kích thước khác nhau, có thể trang trí ở các cửa hàng hay các khu vui chơi công cộng hoặc trang trí tại nhà. Các hình dán chú trâu vàng cũng tràn ngập với nhiều kiểu cách khác nhau, những chú trâu được biến hóa ngộ nghĩnh, mang lại không khí vui tươi cho năm mới. Những chú trâu cũng được biến tấu vào các móc khóa, các móc treo cây quất, cây đào với màu sắc đỏ rực, ý nghĩa mang lại may mắn cho những ngày đầu năm. Thời điểm hiện tại, lượng khách lẻ chưa lớn, dọc con phố Hàng Mã, nhộn nhịp những vị khách buôn, đóng từng bao tải hàng, nhịp độ hối hả. Song song với sự rộn ràng trên phố Hàng Mã, trên khắp các sàn thương mại điện tử, các gian hàng cũng đăng tải đồng loạt các đồ trang trí Tết. Điều đặc biệt là giá các sản phẩm được bán trên mạng lại rẻ hơn so với mua thực tế. Nhiều món đồ còn được bán theo combo, có lợi cho khách hàng. Nếu những mô hình bánh chưng, cây giò, cỡ vừa bán ở Hàng Mã có giá 30.000 đồng một cái, thì trên các sàn thương mại điện tử, những mô hình này được giao bán với giá 18.000 đồng một chiếc. Những cành hoa đào, hoa mai, xuân đào được bán tại Hàng Mã có giá từ 25.000 đến 30.000 một cành. Trên mạng được giao với giá chỉ 15.000 đến 20.000 đồng một cành. Không những thế, giá lì xì Tết cũng được giao trên mạng với giá siêu rẻ, chỉ 35.000 đồng đến 50.000 đồng 100 lì xì với nhiều mẫu mã đẹp, trẻ trung. Nếu mua Hàng Mã, mỗi thép lì xì 10 cái cũng có giá lên tới 20.000 đồng dù mẫu mã không cầu kỳ và không đẹp hơn. Chính vì thế, xu hướng của nhiều người dân hiện tại là sắm đồ Tết trang trí qua mua online. Nhiều người còn nhanh tay áp được mã giảm giá hoặc miễn phí giao hàng, càng có lợi hơn cho mỗi đơn hàng. Hơn nữa, việc mua online cũng giảm được thời gian đi lại cho khách hàng. Tết gần đến, hãy cùng tham khảo những địa chỉ mua đồ sắm Tết trang trí thật uy tín, giá thành phải chăng để cùng nhau trang trí nhà cửa thật đẹp, đón một năm mới với không khí vui tươi, rộn ràng.